Tashi Dele. Chúng ta tiếp tục ở trong cái đề số 1 này nha. Đây bài số 2 trong đề số 1 thì ở đây là một cái dạng phương trình trùng phương nhé. Ở đây một cái dạng phương trình trùng phương thì cách làm của chúng ta là chúng ta đặt u bằng x bình phương ha. Thì anh này là gì đây? U bình phương cộng 5 u trừ 36 bằng bằng 0 ha. Chỗ này sau khi chúng ta tính áp dụng công thức tính u1 u2 ra nha thì ta sẽ có u bằng 4, tức là x bình phương bằng bằng 4 và x bằng 2 và trừ 2, được không nhỉ? Đấy, được chưa? Như vậy ở đây ta kết luận lại hai nghiệm của chúng ta là x bằng cộng trừ 2. Chúng ta lưu ý như này ha. Một cái đề tự luận ấy thì cái việc trình bày nó rất là quan trọng ha. Cái điểm trình bày chúng ta phải lưu ý, lưu ý là chúng ta cố gắng trình bày cho rõ ràng, để cho người chấm có thể là đọc mà dễ hiểu nhé. Và tập thói quen là ví dụ như chúng ta có một cấu trúc trình bày nó rõ ràng thì khi đó cái bài làm chúng ta sẽ điểm nó sẽ cao hơn nhé. Rồi, chúng ta đi vào bài tiếp theo ha. Bài tiếp theo trong cái bài lớn số 2. Giải hệ phương trình sau. Giải hệ phương trình sau. 3 căn x trừ 2 căn y bằng 1, bằng âm 1. Và 2 căn x cộng căn y bằng bằng 4 nha. Rồi chúng ta cùng suy nghĩ trong vòng vài phút nhá, trước khi thầy đi giải ha. Đây là một cái dạng cũng quen thuộc đây ha, tức là chúng ta có cái UV đây, UV nha. Thì nhìn vô là thấy ngay rồi, UV rồi ha. Hoặc là cũng không cần UV đó, bài này nếu mà các bạn không 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 không, không nhất thiết là mình đặt UV thì nó dài hơn một tí, nhưng mà nếu chúng ta để y như này chúng ta làm luôn thì cũng bình thường nhé. Rồi bây giờ chúng ta giải bài này ha. Thì chúng ta để ý những cái hệ số này nè, các bạn để cho thầy cái hệ số này. Rõ ràng đây là hệ số 3, hệ số 2 là đứng trước căn x nhé, thì hệ số này là nó lệch nhau rồi, một anh chẵn một anh lẻ. Thì rõ ràng là để mà chúng ta có được cái bội chung nhỏ nhất, và hình dung là bội chung nhỏ nhất của hệ số này thì rõ ràng chỗ này là phải là 6 này, 6 là bội chung nhỏ nhất ha. Thì cái số này chúng ta cũng nhìn vào hai cái hệ số thì ta phải chọn cái hệ số của y này, căn y này nó sẽ hiệu quả hơn. Tức là anh này là âm 2, anh này là 1. Thì chỉ cần ta nhân cái hệ số dưới này lên 2 là hai cái anh này anh sẽ trở thành là hai cái hệ số đối nhau ha. Thì ở đây thầy sẽ nhân 2 vô cái phương trình ở phía dưới này. Thì chỗ này chúng ta có này, 3 căn x này trừ 2 căn y này bằng âm 1 này. Cái này thầy nhân 2 lên nhé, như vậy 4 căn x này cộng 2 căn y này bằng 8 này. Đấy, và rõ ràng khi chúng ta đã có hai cái hệ số đối nhau rồi thì ta thực hiện một cái phép gì đấy, cộng vế theo vế của hai hai phương trình thì chúng ta sẽ đi rút gọn hai cái anh này,
rút gọn biến y đi, biến căn y đi nha, thì chúng ta sẽ thực hiện. Và lưu ý nhé là khi chúng ta cộng hai phương trình thì nhớ giữ lại một trong hai phương trình, anh nào đơn giản hơn thì ta giữ lại. Ở đây rõ ràng phương trình đầu tiên này là đơn giản hơn ha, thầy giữ lại nhé. Như vậy anh này là ta sẽ có nè là 3 căn x trừ 2 căn y bằng âm 1. Được chưa nha? Và thầy cộng lại thì chỗ này ta đã rút gọn rồi, âm 2 căn y và căn 2 căn y là thầy đã rút gọn rồi. Như vậy chỗ này ta có 7 căn x bằng âm 1 cộng 8 thì bằng 7 nhé. Đấy, như vậy rõ ràng là một cái phương trình này là phương trình quá đơn giản thì chúng ta đi xử lý. Ta rút gọn đi, rút gọn phải đi. Căn x bằng 1. 3 căn x trừ 2 căn y bằng âm 1. Như vậy căn x bằng 1, tức là x bằng 1 đấy, chúng ta thay vào đây thôi nhé. Như vậy ta có 3 căn 1, thay 1 vào đây nè. 3 trừ 2 căn y bằng âm 1, x chúng ta bằng 1. Rồi chuyển vế đổi dấu nha. 4 bằng 2 căn y, như vậy căn y bằng 2. Căn y bằng 2 bình phương lên, như vậy x bằng 1 và y bằng 1 nha. Ta kết luận lại là xong. Đấy. Đó là cách giải một cái hệ phương trình. Thì thực ra đối với bài này thì đúng cách thì chúng ta không phải là đúng cách, có nghĩa là làm theo đúng cái lộ trình thì quy chuẩn ấy, thì chúng ta nên đặt UV. Nhưng ở đây thầy cũng không không cái bài toán này mà đặt UV thì nó hơi dài, bởi vì nó không có những cái biến đổi quá phức tạp, cho nên chúng ta chỉ giữ lại cái căn x và căn y nhé, không nhất thiết phải đi đặt UV, được chưa nhỉ? Rồi đây là cái bài giải hệ phương trình nhé. Rồi tiếp tục ta đi vào câu số 3. Câu số 3. Cho phương trình x bình phương trừ cho 3x cộng 1 bằng 0. Đây là phương trình số 1. Biết phương trình số 1 có hai nghiệm x1 x2 không giải phương trình. Các bạn đọc kỹ bài này nha. Không giải phương trình một, lập phương trình bậc 2 ẩn số y có hai nghiệm lần lượt là y1 bằng 2 cộng 1 phần x1 và y2 bằng 2 cộng 1 phần x2 nha. Rồi chúng ta cùng suy nghĩ trong vòng vài phút, sau đó thầy sẽ đi sửa cái bài này cho các bạn nha. Thầy đọc lại đề nhé. Cho phương trình x bình phương trừ 3x cộng 1 bằng 0. Biết phương trình số 1 có hai nghiệm x1, x2. Không giải phương trình số 1 này, lập phương trình bậc 2 ẩn số y có hai nghiệm lần lượt là y1 bằng 2 cộng 1 phần x1 và y2 bằng 2 cộng 1 phần x2.
Đây là một cái câu ứng dụng định lý VS đây nha. Ta đi nhìn vào chỗ này nè. Ta đọc đề, chúng ta tập cái cách để chúng ta phân tích đề. Chúng ta nhìn vô là chúng ta đoán là cái phương pháp giải của bài toán này nó nằm ở đâu ha. Đó là gì? Khi nào chúng ta thấy phương trình 1 có 2 nghĩa x1 x2 không giải cái anh này, nhưng mà lập phương trình bậc 2 có hai ẩn số y1 y2 nha, thì rõ ràng chắc chắn là ở đây chúng ta phải đi sử dụng định lý gì? Định lý VS nha. Được không nha? Đây. Rồi bây giờ thầy sẽ có này. Chúng ta đi giải bài này nha. Như vậy theo định lý VS, theo định lý VS ta có thì để lấy vẽ ta có nha. Thì gì đây nhỉ? Tổng hai nghiệm là mấy? Tổng hai nghiệm, tổng là trừ b chia a, trừ b tức là trừ cho trừ 3 chia a tức là bằng khoan, sao đây chỗ này? Từ b trên a cho nên là bằng 3 chứ đúng không? Đúng rồi. Rồi cái này là bằng mấy? X1 nhân x2 bằng c chia a là bằng bằng 1 nhá. Rồi, như vậy ta có này. Ta sẽ đi tính tổng y1 cộng y2. Theo cái anh này, y1 cộng y2 này, y1 cộng y2. Theo cái anh này nhá, thầy sẽ nhân cộng lại. Cộng lại nha. Rồi ta có này, y1 cộng y2 này tức là 2 cộng 1 phần x1 cộng 2 cộng 1 phần x2. Như vậy ở đây thầy sẽ có 4 cộng cho chỗ này thầy nhân quy đồng đây nhé, x1 cộng x2 chia cho x1 và nhân x2, thầy thay vô đây luôn. Như vậy 3 phần 1, như vậy ở đây bằng bằng 7 ha. Được chưa? Đấy. Và chúng ta đi tính gì nữa nha? Chúng ta đi tính y1 nhân y2. Y1 nhân y2 nhé. Bởi vì sao mình cần phải đi tính anh y1 nhân y2 nhỉ? Y1 nhân y2. Vì sao? Vì để chúng ta thiết lập một cái phương trình theo y1 và y2 á thì mình cần phải có gì? Phải có tổng và tích. Phải có tổng và tích. Được không nhỉ? Để chúng ta xây dựng một cái phương trình bậc 2 theo hai nghiệm thì mình phải có được tổng hai nghiệm và tích của hai nghiệm nhé. Thì ở đây thầy đã có được y1 cộng y2 rồi. Thì ở đây thầy có thầy sẽ tính y1 nhân y2. Y1 nhân y2 của chúng ta sẽ bằng thầy nhân ra luôn nhé. 2 này cộng 1 phần x1 này. Nhân ra luôn ha. 2 cộng 1 phần x2. Rồi chúng ta nhân ra. Nhân ra là 4 này cộng này 2 phần x1 2 này 2 2 nhân cái này 2 nhân 2 phần x1 này. Đấy, cộng cho mấy? Cộng cho nhân ra thì nhỉ? 2 phần x2 cộng cho 2 này nhân lại là 1 phần x1 nhân x2 bằng chỗ này là 4 này cộng chúng ta 2 đặt ra ngoài 1 phần x1 nhân cho 1 phần x2 thì chỗ này ta có nha là chúng ta sẽ có là x1 cộng x2 chia x1 nhân x2 tức là bằng 3 phần 1 đây nha, tức là chỗ này là 3. Đấy, cộng cho mấy? Cộng cho 1 phần anh này tức là bằng bằng 1, và anh này sẽ bằng 4 cộng 6, anh này bằng 11. Được chưa? Đấy, chúng ta đã có được tổng, tổng là bằng 7, tích là bằng 11. Thì chúng ta xây dựng được phương trình của chúng ta là như vậy phương trình của chúng ta là mấy nhỉ? Thầy sẽ ghi trên này luôn ha. Như vậy cái phương trình của chúng ta ấy, phương trình của chúng ta này, đấy, xây dựng cái phương trình mà lập phương trình này, phương trình của chúng ta là y trừ cho
trừ cho cái anh tổng này nè là trừ cho 7 nè, 7 y bình trừ cho 7 ý cộng cho cái anh c này nè, 11 này. Thầy nhắc lại nhé. Như vậy phương trình của chúng ta là y bình trừ 7 y cộng cộng 11 à. Rồi tiếp tục nhé. Đây, câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 là dạng đồ thị đây. Số 3, chúng ta đi giải thêm một câu nữa nhé. Bài số 3. Bài số 3. Câu số 1. À, xác định A và B để đồ thị hàm số y bằng ax cộng b đi qua hai điểm A 28 và B 32. Rồi các bạn suy nghĩ trong vòng vài phút, sau đó thầy sẽ đi sửa nha. Rồi bây giờ em ta sẽ đi sửa bài này. Một cái phương trình đường thẳng thì luôn luôn sẽ có dạng là gì? Y bằng AX cộng Y cộng B đều đã cho sẵn rồi nhé. À, và đi qua hai điểm đường thẳng, chúng ta lý luận này đường thẳng y này đi qua hai điểm này ta có thể lý luận này là đường thẳng y bằng ax cộng b đi qua hai điểm a 28 và B 32 nên ta có bây giờ thầy sẽ thay vô đây thầy thay cái y này, tọa độ này x và y chúng ta thay lần lượt vô đây nhé. 8 bằng 2A cộng B 2 bằng 3A cộng B. Và thầy đảo ngược lại thôi, đảo ngược lại. Giả hiệu phương trình quá là dễ rồi ha. Thầy trừ vế theo vế đi ha. Như vậy anh này là 3A trừ 2A là bằng, như vậy B này rút gọn luôn đi. Như vậy ta có A bằng 2 trừ 8 là bằng 26 này, đúng không nhỉ? Và cái B của chúng ta sẽ bằng này. Ta thay vào một trong hai phương trình này thôi. Như vậy chỗ này là bằng 26, chỗ B này là bằng thay 26 vô đây ha. Như vậy là âm 18 cộng chuyển qua đây, B bằng 20.
Vậy phương trình là phương trình của chúng ta, phương trình y là y bằng âm 6 x cộng cho 20. Là chúng ta đi tìm A tìm B nhé. Rồi, câu số 2. Câu số 2. Trong cái bài số 3 này. Câu số 2 trong bài số 3. Câu số 2 của bài thứ 3 nhé. Cho hàm số y bằng âm 1 phần 4 x bình phương. Câu A, vẽ đồ thị P của hàm số đó. Và câu B, cho đường thẳng D có phương trình y bằng x cộng m, m là tham số. Này. Tìm m để D xúc với đồ thị P. Chúng ta cùng đọc đề nhé, cùng đọc đề phân tích của bài về đồ thị ha. Ở đây chúng ta sẽ có hai câu thông thường. Thì một cái bài về đồ thị thì chúng ta sẽ có hai cái phần A, B. Thì thông thường là cái câu A nó liên quan đến việc vẽ đồ thị. À, các bạn hình dung nhé, A sẽ liên quan đến việc vẽ đồ thị và câu B liên quan đến gì đấy, liên quan đến việc gì đấy. À, để chúng ta cứ tham số m nào đấy, được không nhỉ? Tìm tham số m nào đấy nha. Rồi, chúng ta cùng đọc đề cùng nhá, đi tìm hướng giải của bài toán này. Ở câu A, y bằng âm 1 phần 4 x bình. Ta có tập xác định D bằng R. Lúc này ta có nhé. Bởi vì sao ở đây D bằng R nhỉ? Bởi vì anh không chứa mẫu. Các bạn hình dung nha, khi chúng ta chứa mẫu này, chứa căn này thì điều kiện chúng ta sẽ khác. Nghe này, không chứa mẫu, không chứa căn. Bây giờ mình sẽ nhé, ít chúng ta đi từ âm một đến gì dương một, để đây chúng ta có một cái bảng giá trị. À, ở đây chúng ta sẽ lấy không 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 là góc tọa độ đây, và anh này thầy sẽ lấy lần lượt các đá âm 2 nhé, âm 4 này, này 2 và 4 đối xứng nhau nhé. Âm 2 âm 4 thì thay vô đây thôi. Như vậy âm 2 2 thì thay thì cho nên là âm 1, âm 4 bình phương 16, 16 chia 4 là cộng. Như vậy anh này là âm 4 là bằng 4 nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ một cái đồ thị chứa những cái điểm này. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 điểm. Lần lượt theo các tọa độ là âm 4, âm 4, âm 2, âm 1, 0, 0, 2, 1, 4. Đây là một cái parabol. Vậy thì coi thử làm ta có thể vẽ một cách cho nó rõ ràng nhỉ. Thầy vẽ đường này nhé.
Đề này thầy sẽ ghi lại câu B này sau ha. Ta nhớ hai này là tung bằng dọc ngang. Ta điểm vô x. Nhớ khi ta vẽ một cái hệ trục tọa độ thì nhớ phải có x là góc tọa độ nhé. Đấy. Bây giờ điểm đầu tiên là điểm O rồi ha. Âm 1 à, âm 2. Âm 1. Ô này em ta có thể viết nhỏ lại tí xíu. Âm 2, âm 1. À, điểm thứ nhất. Này. À, 2, 1, 2 cũng âm 1 luôn nhé. Cho đi. Rồi, tiếp tục. Âm 4 này. Âm 4. Âm 4. Là chỗ này là âm âm luôn. À. 1. Kéo này 1 4 đây. Ta lưu ý chỗ này đi xíu để các bạn là dễ hình dung này, độ dài đơn vị trên hoàn toàn không cần thiết phải bằng nhau. Để ý nhé, ở đây thầy thầy có thể ý này. Cái đoạn này là một cái đơn vị thành nữa, đoạn này là âm một này, ngắn hơn cái đoạn âm một của cái trục gì đây nhá. Như vậy không sao, có nghĩa là gì à, trên từng trục thì cái độ dài ngắn của cái giá trị đơn vị nó chỉ là cái quy ước thôi ha, không có phải yêu cầu là phải bằng nhau. Vậy em ta sẽ vẽ đồ thị nhá, đồ thị đó. Nó là một cái parabol thôi. Đấy, ta vẽ lên này thì vẽ hơi ra. Rồi thì khi chúng ta có một cái hàm mà hệ số âm ấy, thì đây là một cái bay xuống ha, quay xuống nhé. Như vậy chúng ta hoàn thành sai. Bây giờ đi vào câu của B, thầy viết lại đề của câu B nhé. Cách chúng ta đi vẽ một cái parabol, các bạn chúng ta đi ta đi vào câu B. Hai B. Đầu tiên là ta sẽ đi viết cái phương trình hoàn điểm. À, phương trình hoàn độ là phương trình chỉ chứa gì? Chỉ chứa x thôi, là phương trình hoàn độ giao điểm. À, đấy, ta gì đây? X à, cộng m, và bên này là gì đấy? À, trừ 1 phần 4 x bình phương này bằng x cộng cộng m. À. Đấy, và mình bắt đầu mình nhân lên quy đồng chuyển vế độ ha. Vậy này sẽ bằng x bình 4x cộng 4m bằng bằng 0. Và ta đi lập delta. Phương từ 4ac, hay đây là b phải bình phương từ ac đây. Delta. Y phải bình phương từ AC như vậy chẳng 4 này trừ M này, A này bằng 0 thì tương đương với gì? M bằng à, vì sao lại bằng 0? Mà hai số nhau á, thì phương trình hoành độ giao điểm chỉ có một nghiệm thôi, được gọi là gì đấy, là nghiệm kép đấy nha. Như vậy là khi mà delta phải hoặc là delta bằng 0 thì phương trình gì đấy sẽ có một nghiệm kép. Rồi. Rồi hôm nay chúng ta làm việc đến đây, chúng ta đã đi qua một số bài toán về
cái nội dung là cái đề số 1 của cái luyện thi toán chín lên 10. Ở buổi sau chúng ta sẽ đi kết thúc cái đề này nha. Vì một cái đề thi đa số là phải từ cũng khá là dài ấy, cho nên là một cái đề như vậy thầy sẽ chia làm khoảng 2 đến 3 buổi. Nếu mà đề đơn giản thì chúng ta giải trong vòng tầm cỡ 2 buổi. Khó hơn một tí thì ta sẽ đi giải thật là dài hơn một tí, chúng ta sẽ giải trong vòng 3 buổi các bạn chúng ta theo dõi. Rồi cảm ơn bạn nha. Chúc các bạn chúng ta sẽ có một buổi về học tập và làm việc hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.